Một công ty Anh trong tuần này đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm trang phục bay được chế tạo nhờ vào máy in 3D trong một màn trình diễn ở New York. Tại một địa điểm gần hàng không mẫu hạm USS Intrepid, vốn đã ngừng hoạt động và đang được dùng làm bảo tàng, hôm 3 tháng 4, phi công Sam Rogers đã trình diễn vài bước nhảy trong bộ đồ bay. Ông là nhà thiết kế của công ty Anh Gravity Industries, nơi phát triển bộ đồ bay này từ năm 2017. Phiên bản mới nhất này có 5 động cơ tuốc pin phản lực. Mỗi chi mang 2 động cơ nhỏ và trên lưng đeo động cơ lớn hơn. Rogers cho biết các động cơ có thể hoạt động dựa vào nhiều loại nhiên liệu. Chuyến bay thử nghiệm dùng dầu diesel. Rogers nói rằng bộ đồ bay này hoạt động tốt và công ty của ông mong muốn được trình diễn phát minh mới nhất này. Chúng tôi đang trình diễn trang phục bay mới được in 3D hoàn toàn. Nó thực sự hoàn toàn được in 3D bằng ni lông và nhôm. Do đó, đây là chuyến bay thử nghiệm công khai đầu tiên của trang phục hoàn toàn mới này. Một phiên bản trước đây của bộ đồ bay này, vốn được người chế tạo và nhà sáng lập ra hãng Gravity Industries, ông Richard Browning, thử nghiệm đã lập kỷ lục Guinness Thế giới, có tốc độ nhanh nhất trong các trang phục được vận hành bằng động cơ phản lực do cơ thể kiểm soát, với tốc độ 51,5 km/h. Hãng Gravity Industries đến New York để tham gia vào sự kiện Thượng đỉnh thiết kế cho tương lai để trình bày những sáng tạo và thiết kế của nước Anh do chính phủ Anh tài trợ.